Làm dâu, nhà giàu. Tác giả Trang Miêu Bì. Tập 12. Ngay buổi chiều hôm đó, cô và anh tới bệnh viện tái khám. Lúc trở về Trần Gia, cô đã thấy chiếc xe ô tô nhìn quen quen đậu ngay cổng. Sau một hồi ngờ ngợ, thì cô mới nhớ đây là xe của ông bà chủ đường. Không lẽ ông bà lên đây có chuyện? Dự cảm điều chẳng lành, cô lập tức nói với anh. Gia Minh à, đây là xe của ông bà chủ đường đó. Vậy tức là ông bà đang có mặt ở đây à? Em nghĩ vậy. Anh Sửu chạy ra gọi. Cậu mở đã về rồi, lão phu nhân với mọi người đang đợi cậu mở ở trong đó. Gia Minh nắm tay cô bình tĩnh bước về hướng của từ đường. Xa xa cô thấy cô gái dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo đang ngồi bên trong từ đường. Cô khựng chân lại, cảm thấy nhói tim vì cô nhận ra cô ta. Sao vậy? Gia Minh, cô gái ngồi trong đó chính là tiểu thư Diệu Anh. Gia Minh nhíu mày nhìn vô bên trong, rồi siết chặt lấy bàn tay cô như truyền cho cô một niềm tin nào đó, tạo cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối. Ánh mắt, giọng nói, tất cả nhẹ nhàng trấn an cô. Đừng có sợ, đã có anh đây. Khắp căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng kim dây nó chạy từng nhịp tích tắc. Bầu không khí bỗng bay bổng một cảm giác thấp thỏm. Mọi ánh mắt đồng thời hướng về phía hai người đang bước vào. Bà nội chậm chậm nói. Hai đứa về rồi à? Ngồi xuống đó đi. Gia Minh kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi sau đó anh ngồi kế bên cô. Cha chồng lên tiếng. Diệu Anh, con biết cô gái này chứ? Cô có chút bối rối nhìn ông, rồi gật nhẹ đầu một cái. Dạ, con biết. Chưa để ai kịp lên tiếng thêm, Gia Minh liền nói. Thưa bà nội, thưa cha, cô gái này mới là Diệu Anh, là con gái ông bà Đường, còn vợ của con là Nụ. Một tách trà rơi xuống sàn, tạo thành tiếng vang lớn. Bà nội ngạc nhiên. Vậy là những lời cô gái này nói là sự thật à? Từ đầu đến cuối là cô lừa gia đình tôi. Diệu Anh thật lên tiếng. Cháu đã nói với bà ngay từ lúc đầu tới đây rồi, chứ cháu nào dám lừa dối bà. Cô ta chỉ là người ở của nhà cháu thôi. Ai ngờ cô ấy không biết thân biết phận, dối trên lừa dối để được gả vào Trần gia. Gia Minh tức giận, đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Im miệng đi! Diệu Anh liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, không muốn im miệng cũng phải im ngay tức khắc. Nụ lúc này mới bình tĩnh. Thưa bà nội, thưa cha, thưa mẹ hai và mẹ ba, con tên là Nụ, con là người ở của nhà ông bà chủ đường. Vì có lý do nên ông bà chủ đường kêu con thế thân cho tiểu thư Diệu Anh để gả vào Trần gia. Con biết con làm việc này chính là lừa dối mọi người, nhưng con thật sự bất đắc dĩ. Con xin lỗi tất cả mọi người. Cha chồng của cô lên tiếng hỏi lại. Vậy chứ lý do gì mà cô Diệu Anh kia lại không thể gả vào nhà ta được? Vấn đề này con nghĩ là để cho Diệu Anh nói sẽ thích hợp hơn. Diệu Anh ngập ngừng lắp bắp một hồi rồi trả lời. Dạ, là do con trước đó đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán con bị bệnh rất nặng nên con sợ ảnh hưởng tới tương lai của cậu Gia Minh. Bố mẹ con khi đó làm ăn thua lỗ, phải nhờ gia đình bên này rất nhiều, nên tâm lý cũng sợ sệt, nghĩ rằng không có đám cưới thì bên này sẽ ngừng hỗ trợ, bởi vậy mới có đám cưới giả mạo đó. Bà hai lên tiếng hỏi. Vậy bệnh tình của cô bây giờ thế nào rồi? Dạ, sau đó con được bác sĩ chẩn đoán sai. Cô Nụ ngay người ngồi nghe Diệu Anh đóng kịch, một vở kịch thiệt là hợp lý. Rõ ràng cô ta sợ lấy chồng điên cho nên mới kêu cô thay thế. Cái gì mà bệnh nặng, cái gì mà bác sĩ chuẩn đoán sai chứ. Thiệt là đổ oan cho bác sĩ. Lại còn sợ ảnh hưởng tới tương lai của Gia Minh mới ghê nữa chứ. Hồi đó cô ta mà biết mình lấy Gia Minh thì không chừng sướng mất ăn mất ngủ luôn đó chứ. Bà ba lên tiếng hỏi thêm. Vậy cô khám ở bệnh viện nào mà bác sĩ lại làm ăn tắc trách như vậy? Dạ, bệnh viện quê con thôi. Người ta khám lầm vậy thì phải kiện người ta luôn. Ai đời bác sĩ làm ăn vậy được?
Diệu Anh cười ngượng. Bà nội lên tiếng hỏi. Vậy hôm nay cô tới đây nói những cái điều này với mong muốn gì? Dạ con xin bà nội đồng ý cho con được làm dâu nhà này theo đúng như mong muốn của hai bên gia đình lúc ban đầu. Ý cô là làm vợ của Gia Minh à? Con biết bây giờ con Nụ đã được làm vợ hợp pháp của cậu Gia Minh rồi, nhưng không sao, con chấp nhận. Gia Minh, con thấy làm sao? Bà nội, bà biết tính con mà. Nếu như không có ấn tượng thì ngay từ đầu tiên gặp mặt con sẽ không bao giờ đồng ý. Giả lại, người con lấy xác định ngay từ đầu là Nụ chứ không phải là Diệu Anh. Chuyện này con đã biết ngay từ đầu và con chấp nhận Nụ chính là vợ của con. Trước sau như một và sẽ không bao giờ thay đổi. Sau đó Gia Minh liếc mắt nhìn Diệu Anh nghiêm túc nói. Còn cô nữa. Dù rằng ngày hôm đó người bước chân vào Trần Gia là cô đi nữa thì dù có dâng hiến trước mặt tôi cũng không thèm liếc một cái đâu. Hiểu không? Anh, em... Còn nói nữa. Được rồi, Gia Minh. Chuyện vợ con lừa dối gia đình này là sai. Đã vậy còn không chịu thành thật nói ra. Chuyện này là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, không thể không bị trừng phạt. Rồi bà quay qua nói với Diệu Anh. Phiền cô ra ngoài một lát. Tôi muốn họp gia đình rồi sẽ đưa ra quyết định. Dạ, bà. Còn súng đầu. Dẫn cô Diệu Anh đi tham quan một vòng. Khi nào có lệnh gọi thì quay lại. Dạ. Nhìn sắc mặt của nội, trong lòng cô không tránh khỏi những hỗn loạn. Dù biết có anh bên mình, nhưng quyết định của bà nội cũng rất quan trọng. Hơn nữa, việc lần này lại vô cùng nghiêm trọng. Hồi nãy bà nội còn nói việc này không thể không trừng phạt. Lẽ nào cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà? Cô thật sự không dám nghĩ tới những cái điều tồi tệ nhất. Bà nội nghiêm giọng. Còn cô có gì để giải thích không? Cô liếm môi vài lần rồi dõng dạc trả lời. Con biết bây giờ có nói cái gì đi nữa thì sự việc vẫn không thể thay đổi được. Con biết con sai, con chỉ mong mọi người rủ lòng tha thứ cho con và để con được tiếp tục bên anh Gia Minh vì con thương anh ấy thiệt lòng. Cô thương cháu tôi mà cô lại lừa dối cả nhà nó à? Gia Minh lên tiếng. Bà nội, chuyện này là do con, bà đừng có làm khó vợ con nữa. Gia Minh, con binh vợ thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, còn thể diện nhà ta nữa. Nội à, nếu như hôm nay bà quyết truy cứu trách nhiệm tới cùng, thì con xin bà hãy để con thay thế cô ấy chịu mọi hình phạt. Còn nếu như bà cương quyết muốn cô ấy ra khỏi nhà, thì con sẽ dẫn cô ấy đi. Đi tới chừng nào bà nguôi giận thì về. Con xin phép. Gia Minh, không được đi. Đứng yên đó. Hai đứa đứng yên đó đi. Đi đâu mà đi? Đâu á. Anh coi. Con trai của anh chưa gì đã binh vợ chầm chầm rồi. Thiệt là tức chết mà. Mẹ à. Chuyện cũng xảy ra rồi. Con nghĩ dù gì cũng nên nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng của con bé. Nó là cốt nhục của nhà mình. Tôi có nói nó không phải cốt nhục nhà mình đâu. Tôi còn chưa nói xong mà anh chị chưa gì đã sồn sồn lên rồi. Còn cô nữa đó. Đã sai không còn biết đường mà sửa chữa. Bà nội, con biết lỗi rồi. Được rồi, đứng yên nghe kỹ ta đọc hình phạt đây. Dạ. Phạt cháu, lẽ ra chỉ phải sanh lấy 2-3 đứa, thì bây giờ phải sanh chừng 5-6 đứa cho Trần Gia. Mọi cảm xúc dồn nén bây giờ như vỡ òa, khiến nước mắt cô tuôn rơi, giọt nước mắt vì hạnh phúc. Đến bây giờ, cô mới thấy yên ổn trong lòng. Anh hạnh phúc ôm cô thật chặt vào lòng rồi nói. Không sao rồi, không sao rồi. Đó, lại khóc. Khóc lóc bây giờ, mai sau thằng chắc của ta, cái mặt nó lại cao cao như thằng cha nó thì sao? Cô mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhẹ giọng. Cháu cảm ơn bà nội. Bà nội gật đầu. Nhớ lấy hình phạt đó, không phải cảm ơn suông mà được đâu. Gia Minh cười cười nói. Bà nội yên tâm đi, vợ chồng của cháu sanh luôn đủ một đội bóng đá cho nội. Được rồi, tôi phải sống thật lâu chờ ngày đó. Bà nội của con thật là anh minh. À phải rồi, gọi cô Diệu Anh gì đó vô đi. Diệu Anh đang ở sân vườn với con nhỏ súng, miệng không khỏi trầm trồ. Trần gia đẹp thiệt đó, như một cung điện.
Dạ. Mà cô tên gì? Dạ, tên Súng. Súng nè, Súng nghĩ sao khi tôi sẽ làm mợ cả nhà này? Nếu Súng chịu khó nghe lời tôi từ bây giờ, Súng nhất định sẽ được ưu ái. Chưa chắc đâu, cậu cả yêu mợ cả lắm, sẽ không có chuyện cậu lấy thêm ai nữa đâu. Con nhỏ ở đợ đó thì có cái gì hơn tôi chứ? Tôi cũng là người ở đợ nè cô, ít ra tôi biết thân biết phận mình ở đâu. Cô, người làm mà ăn nói hóng hách thiệt đó. Coi chừng tới ngày tôi làm chủ, tôi xử cô thế nào. Mới hồi nãy cô không thấy bà nội tức giận con nụ thế nào hay sao? Đề nghị cô Diệu Anh tôn trọng mợ cả của chúng tôi. Diệu Anh định lên tiếng thì có tiếng gọi. Súng ơi, lão phu nhân nói đưa cô Diệu Anh về từ đường. Về liền. Mời cô. Diệu Anh nhẹ nhàng bước vô. Những bước đi thong dong, chắc nhẩm cái kiểu gì cũng sẽ được danh phận trong nhà. An Nhã đã từng nói, nụ vốn không được lòng bà nội với mọi người, nên chắc chắn chuyện lớn như vậy, bà nội sẽ không bao giờ bỏ qua. Bà nội hỏi ngay. Hôm nay là do bố mẹ cô biểu cô tới đây hả? Dạ không, là cháu tự tới. Bây giờ, muốn làm vợ lẽ cháu tôi lắm, đúng không? Nếu được bà cho phép, thì cháu bằng lòng, dù sao cũng là giao ước của hai nhà. Cô định coi gia đình tôi là trò hề của gia đình cô à? Dạ, không có đâu bà. Ngay từ đầu là nhà cô tự ý sắp xếp người gái vào Trần gia. Bây giờ biết được người đó không có điên khùng thì cô muốn xen vô. Khôn như cô thị trấn này cũng nhiều lắm đó, đếm không có hết đâu. Diệu Anh chết sững người, thoáng một chút mắt đã ngấn lệ. Bà, thật ra chuyện này cũng một phần do cô ấy nữa. Nếu như cô ta không có đồng ý thì làm sao gia đình con ép được? Chẳng qua là cô ta cũng thích giàu sang. Giàu có ai mà không muốn? Chứ không lẽ có người thích mình nghèo? Cháu, tôi không biết vì sao cô tìm tới đây, nhưng mà gia đình của tôi đang rất yên ổn. Cháu trai của tôi cũng không có nhu cầu nạp lẽ. Coi như cơ duyên nhà tôi với nhà cô kiếp này không có. Nếu rảnh cô có thể ở lại đây chơi, nếu không thì tiễn khách. Dứt lời bà đứng dậy bước đi. Diệu Anh tất nhiên cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại. Cô xin phép ra về trong nỗi ấm ức cùng cực. Ông bây giờ mới lên tiếng. Phải rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm tới cha mẹ của cháu. Dạ bác trai, cháu xin phép. Ừ, về cẩn thận. Diệu Anh đi ra tới cổng thì gặp An Nhã đi qua. Cô liền gọi lớn. An Nhã, chờ đã. An Nhã nhìn trước ngó sau rồi nói. Chúng ta nói chuyện sau đi. Diệu Anh chạy tới chỗ của An Nhã. Tôi phải về rồi. Ừ, sao cô nói dối tôi? Tôi nói dối cô khi nào? Thì cô nói là bà nội không có ưa con nụ mà. Tôi mới về làm dâu nên không có biết. Vậy mà cô nói chắc như đinh đóng cột á. Tôi cũng muốn tốt cho cô mà. Cô hại tôi mất mặt rồi đó. Tôi xin lỗi. Cô cứ về đi rồi có gì chúng ta nói chuyện sau. Cô sợ con nụ hả? Cô về đi. Vậy nghen. Nụ với Gia Minh đứng từ xa nhìn hai người. Hai người họ quen nhau sao? Anh nghĩ mọi chuyện chắc chắn có liên quan tới An Nhã. Không phải tự dưng Diệu Anh tìm tới. Nghe Gia Minh phân tích, cô thấy cũng hợp lý. Anh cúi xuống nhìn những tia sáng nhẹ nhẹ rơi xuống khuôn mặt cô, làn da trắng sáng cùng với đôi môi đỏ quyến rũ, hai hàng lông mi dài chớp chớp. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe môi mềm mại khẽ nhướng lên như một sự khiêu khích. Anh nhếch nhẹ khóe môi, nháy mắt. Chúng ta lên phòng thôi, vợ à? Không, em còn việc ở dưới này. Lên hay để anh ẩm lên? Thương anh thì tự nguyện lên đi. Có việc gì gấp hả? Có, việc này rất quan trọng. Đêm đó cô nằm đến 2 giờ sáng, lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được. Dạo này cô hay cảm thấy đau lưng, lại còn hay bị chuột rút nữa chứ. Nằm cái kiểu gì cũng không yên, đã vậy còn thèm thịt heo quay nữa. Em thấy đau hay là khó chịu ở đâu? Anh chưa ngủ hả? Thấy em không có ngủ được thì làm sao anh dám ngủ? Cô thở dài ngồi dậy nói. Tự nhiên em thèm thịt heo quay quá à. Nhóc con ở trong bụng
trộm vía háo ăn quá ha. Đã đêm khuya rồi mà cũng hành mẹ nó ngủ không có yên nữa. Thôi, được rồi, để anh đi mua thịt heo quay cho em. Cô kéo tay anh lại. Giờ này lấy đâu ra thịt heo quay chứ? Ở thị trấn vẫn có quán ăn đêm mà. Thôi, tội nghiệp anh. Anh cười nhẹ xoa đầu cô. Ngốc à, hạnh phúc của anh đó. Thôi mà, em không có nỡ lòng nào bắt tội anh vậy đâu. Vết thương còn chưa có khỏi nữa kìa. Hùng cái ngủ cho ngon nè. Liệu em có ngủ được hay không? Được mà. Cô mỉm cười ôm chặt anh, rồi nhắm mắt lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của cái rèm cửa màu xám. Những tia sáng vụn nhỏ chiếu rọi thẳng vào mắt cô, khiến cho cô nheo mắt tỉnh dậy. Mùi thơm của thịt heo quay đã thoang thoảng đâu đó. Cô mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đi tới cửa phòng thì bất chợt có một chất gì đó nó trơn tuột khiến cô ngã nhào xuống đất. Hai mắt cô lừ đừ, bên tai vang vẳng tiếng của con nhỏ Cúc, rồi sau đó liệm dần. Một giờ đồng hồ trôi qua. Thoáng một chút, mi mắt cô nheo lại vì ánh sáng chiếu rọi vào. Trên đầu truyền tới một cơn đau nhức. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Mở mắt ra, trước mặt là căn phòng màu trắng lạnh lẽo. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng nhỏ giọt của bình truyền dịch. Và mình hốt hoảng đứng dậy lo lắng. Nụ, em tỉnh rồi. Em thấy đau ở đâu? Đau nhiều ở chỗ nào không? Cô thấy trước mặt mình là Gia Minh. Vô thức cô gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. Gia Minh, em đang ở đâu vậy? Em không nhớ cái gì sao? Em bị té trước cửa phòng mình đó. Hù anh sợ muốn chết đây nè. Em bị té sao? Cô bất ngờ ngồi dậy, đưa tay còn lại ôm lấy bụng mình rồi run run. Phải rồi, con của em. Thằng bé có ảnh hưởng gì không? Gia Minh vội vàng đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng trấn an. Em cứ yên tâm đi. Thằng nhỏ được tổ tiên phù hộ nên không có gì đáng lo. Em chỉ bị động thai nhẹ, ăn uống nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Giọt nước mắt vô thức rơi trên má cô. Nghe Gia Minh nói khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa khóc cô vừa nói. Gia Minh, em thật là đáng trách mà. Cũng may mà con chúng ta không sao. Nếu không, em ân hận cả đời vì sự bất cẩn của mình. Gia Minh định lên tiếng, thì bà nội tay xách theo bịch trái cây đi vô. Con nhỏ Cúc với An Nhã bước theo sau. Gia Minh thấy An Nhã, anh liền thay đổi sắc mặt. Cháu tỉnh rồi à? Nằm đó nghỉ ngơi đi. Cháu xin lỗi bà nội. Nếu biết lỗi, thì lần sau phải cẩn thận hơn một chút. Hú tim ta sắp rớt khỏi lồng ngực luôn đây nè. Cháu đang có bầu, nên việc chú ý nhất chính là ăn uống và đi lại. Dạ, cháu biết rồi, cháu sẽ cẩn thận hơn. An Nhã lên tiếng. Mới hồi nãy mọi người trong nhà ai cũng lo cho chị hết đó. Cũng may mà không sao là tốt rồi. Chị muốn ăn cái gì không? Gia Minh lên tiếng đáp lời. Có cháu gà ở đây rồi. Cháu này ai nấu đó Cúc? Dạ, con nấu đó thưa cậu. Nếu vậy thì yên tâm rồi. An Nhã cười ngượng. Anh cả có bận việc gì không? Nếu bận thì để em chăm sóc cho chị dâu. Thật ra tôi sẽ không có yên tâm để ai chăm sóc vợ mình cả. Nhỏ Cúc ở lại đây phụ giúp là được rồi. Bà nội nói. Gia Minh, An Nhã nó có ý tốt. Cháu không có nên nói nặng lời như vậy. Phòng ngừa thì không có thừa đâu bà. Bà nội cười. Thằng bé này, tính tình lúc nào cũng vậy. Kỳ này cứ ở lại bệnh viện đến khi nào bác sĩ kêu xuất viện mới được về đó. Không được tự ý xin về đâu. Cô mỉm cười trả lời. Dạ, bà nội. Thôi, được rồi. Nếu không sao thì bà với An Nhã về trước. Hôm nay nhà mình có khách. Có gì phải gọi điện về cho bà biết đó. Dạ, bà nội về cẩn thận. Sau khi bà với An Nhã rời khỏi, cô mới chu mỏ nói với anh. Gia Minh đành đá, hồi nãy thái độ gì mà gắt gỏng với An Nhã vậy? Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có việc. Cúc nè, ở đây coi chừng mợ cho cẩn thận đó, nghe không? Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cúc kéo ghế ngồi xuống kế bên cô rồi nói.
Mợ đừng có trách cậu. Con nghĩ cậu đang nghi ngờ cái gì đó mới vậy thôi. Là sao hả Cúc? Mợ còn nhớ vì sao mà mình bị té hay không? Có. Mợ nhớ đạp phải cái gì đó mà nó trơn tuột à. Mỡ bò đó mợ. Mỡ bò? Dạ, con nghe cậu nói là mỡ bò. Khoan đã. Làm sao trong phòng mợ lại có mỡ bò? Ý con là có ai đó cố tình bôi mỡ bò trước cửa phòng. Dạ, người này còn tinh vi tắt camera trước cửa phòng mợ luôn. Rõ ràng là cố tình làm mỡ té. Trời ơi, đứa nào mà ác dữ vậy? Mợ nhất định phải làm cái chuyện này cho ra lẽ. Động vào ai chứ? Chủ đích mà động vào con của mợ thì mợ không có để yên đâu. Con nghĩ cậu ra ngoài cũng là đi điều tra cái chuyện này đó. Mà con nói thiệt, nhà mình có mỗi mợ hai là đáng nghi nhất. Mợ ba thì con bé Xu về ngoại mấy ngày nay rồi còn gì. Dạo này mợ thấy Cúc thông minh hơn rồi đó. Cúc gãi đầu. Thì con đi theo mợ nên cũng khôn ra một chút. Không lẽ ngốc hoài hay sao? Với lại hôm trước mợ hai chủ động tiếp cận con mà. Ủa? Nó định mua chuột à? Cúc đáng giá bao nhiêu vậy? Mợ lại giỡn với con nữa rồi. Con nói nghiêm túc đó. Hôm trước mợ hai gọi con vô phòng mợ có chuyện. Con tưởng chuyện gì thì hóa ra mợ đưa cho con sợi dây chuyền ngọc trai, nói là muốn tặng con. Vậy rồi sao? Con có ngu đâu mà nhận. Nhận rồi phải lụy đó mợ à. Mợ ấy tưởng con cũng có lòng tham chắc. Vậy hôm nào mợ tặng cho Cúc thì Cúc có nhận không? Con nhận chứ, nhận nhiệt tình luôn đó. Cảm ơn Cúc vì luôn thành thật. Mợ quý Cúc lắm. Ở trần gia cũng có mợ là tốt với con nhất thôi. Trước kia con cũng đã từng phục vụ bà hai tới bà ba, nhưng mợ vẫn là tốt nhất. Mợ thấy mẹ hai tính cũng được mà. Dạ, bà hai thương ông lắm. Tiếc là vì không có con nên bà hai suy nghĩ và buồn tuổi. Mợ thấy mẹ hai với mẹ ba ít nói chuyện với nhau quá à. Con nghe nói bà ba là em họ của bà hai mà. Bà ba được bà hai đưa lên đây làm người làm ở trong nhà. Sau 2 năm bà hai không có con. Không biết làm sao mà bà ba thông báo có bầu. Lão phu nhân lúc đó cũng vui lắm nên đã nạp bà ấy làm vợ ba của ông. Còn bà hai thì trách bà ba đã phản bội lại mình và ít nói chuyện cho tới bây giờ đó. Thảo nào! Nhưng mẹ hai giận mẹ ba là đúng, vì không còn gì đau đớn hơn bị chính người thân của mình phản bội, lại còn chung chồng với em họ nữa. Thiệt tình à. Bà ba ngày trước cũng hóng hách lắm mợ à. Từ ngày cậu Gia Long bị dậy cho nên bà mới sống lặng lẽ hơn đó. Cô gật đầu thở dài. Cái cảnh nhiều vợ là vậy đó. Khác gì chốn hậu cung đâu. Không tỉnh là chết như chơi. Cúc, cầm cái bình truyền nước giùm hở đi, mở đi vệ sinh một chút. Nụ nằm một tuần là được xuất viện. Trong mấy ngày nay, Gia Minh luôn bên cạnh chăm sóc cô từng chút một. Nhỏ Cúc cũng được tiếng là ở lại phụ giúp, nhưng thực chất cũng không phải làm việc gì. Cả ngày lượn lờ ở ngoài khuôn viên với bệnh nhân, được lệnh gọi thì vào. Nhiều lần cô hỏi dò Gia Minh về cái chuyện cô bị té ngã, nhưng hình như anh muốn cô yên tâm dưỡng bệnh nên không nói gì nhiều. Ngày cô xuất viện, anh có mua tới một bó hoa hồng chào đón hai mẹ con cô trở về nhà. An Nhã thấy cô ta cười tươi chạy tới phụ giúp xách đồ. Gia Minh đỡ cô đi về phía nhà từ đường. Gia Minh, mấy ngày không về nhà mà anh quên phòng mình hướng kia mà. Anh có chuyện cần phải giải quyết. Gia Minh cho con nhỏ xuống đi gọi từng người một, tập trung tại từ đường. Trên dưới thắc mắc không biết có chuyện gì mà lại cho gọi gấp đến như vậy. Chừng 10 phút sau, mọi người có mặt đầy đủ. Cha chồng của cô trầm ngâm. Chuyện gì vậy Gia Minh? Mà con khỏe chưa, chịu anh? À quên, nụ. Cô cười tươi trả lời. Dạ, con khỏe nhiều rồi. Nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ, Gia Long cũng có mặt thì đúng là quá tốt rồi. Anh từ từ nói. Mọi người ngồi xuống đi. Bà nội lên tiếng. Gia Minh, về đến nhà không có đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi, có chuyện gấp lắm hay sao? Dạ, bà nội, chuyện này quan trọng lắm. Cháu không thể kéo dài, vì cháu sợ càng để lâu sẽ ảnh hưởng tới vợ con của cháu. Hả? Chuyện gì vậy?
Thật ra chuyện vợ cháu bị té hoàn toàn không phải là do cô ấy bất cẩn, là do có người cố tình làm đó. Bà nội cùng mọi người ngạc nhiên trố mắt. Riêng chỉ có An Nhã thấy nhột trong lòng, tâm trạng lo lắng. Bà hai hỏi lại, vậy đã biết người đó là ai chưa? Vết trơn mà vợ con dẫm phải chính là mỡ bò, mà không tự nhiên mỡ bò ở trước cửa phòng con đâu. Ông nghiêm giọng nói, đúng, nếu mà đã rắp tâm muốn hại con cháu Trần gia, phải xử lý thiệt nghiêm khắc. Gia Minh, còn nói tiếp cho nội nghe. Gia Minh quay qua hướng anh Sửu rồi chậm chậm nói, Sửu, cậu đã thấy những gì? Dạ thưa cậu, sáng đó con thấy hầu gái của bà ba là con nhỏ Sen, nó cầm thêm một bịch mỡ bò từ cổng chính đi vô. Bà ba vội lên tiếng, cậu có nhìn lầm không? Cậu nói vậy khác nào nói là tôi sai nó. Thưa bà cứ hỏi con Sen thì biết. Phải rồi, con Sen đâu? Lại đây bà biểu. Con Súng nó lên tiếng, chị Sen đang làm bột bánh ở bếp, để con đi gọi cho. 5 phút sau, con Sen từ từ cúi đầu đi vào. Dạ, bà cho gọi con. Thằng chủ nó nói gặp mày cầm mỡ bò, đúng vậy không? Dạ đúng. Mày lấy mỡ bò làm gì? Bà kêu con mua giùm cho bà. Tao kêu mày mua giùm tao lúc nào? Tao đánh chết cha cái đứa ăn điều nói hớt như mày đó. Còn bà, im lặng để nó nói coi. Nó nói điều đó mẹ à. Rõ ràng là sáng hôm đó đến phiên con đi chợ, con Na nó dặn con mua giùm ít mỡ bò cho bà. Con định quay lại hỏi bà mua nhiều hay không, thì con Na nó nói mua 2 lạng thôi cũng được. Bà ba tức giận lên tiếng, con Na nó biểu mày, vậy nó kêu mày ăn phân mày cũng ăn à? Con đâu có biết được bà. Phải rồi, con Na, mày bước ra đây. Con nhỏ Na hầu gái của An Nhã ả trung trung bước ra đứng ở giữa, đôi môi vẫn đánh cầm cập vào nhau lắp bắp. Sao mày dám nói con Sen là tao kêu mày mua mỡ bò? Con Na nó quỳ xuống, con nói cái gì đi? Con nhỏ Na ngước mắt nhìn lên, vô tình đụng trúng ánh mắt của Gia Minh, khiến cho cảm giác giống như hồn bay phách lạc đến nơi. Con... Gia Minh lên tiếng, chỉ một câu ngắn cũng đủ khiến cho con nhỏ Na nó cúm lại. Bị câm à? Con không có. Ai sai con mua mỡ bò? Mua để làm cái gì? Là con tự mua, con mua có việc. Tốt, người đâu? Lôi con Na ra ngoài cắt lưỡi, cho nó hết ăn nói tầm bậy tầm bạ đi. Nhỏ Na nghe thấy vậy liền rú lên. Cậu ơi, con xin cậu tha cho con biết lỗi rồi. Biết rồi à? Biết rồi thì phải làm sao? Con xin khai, dạ, con khai. Mỡ bò đó là do mỡ hai sai con mua về. An Nhã nghe thấy vậy rồi đứng bật lên. Mày đừng có nói láo nha, tao cắt lưỡi mày bây giờ đó. Rõ ràng là mỡ sai con đi mua mỡ bò về rồi bôi lên cửa phòng có mỡ cả mà. An Nhã định xong tới chỗ con Na thì hai người đằng sau giữ lại. Gia Minh lên tiếng, nói tiếp đi. Mợ ấy còn cho con ít tiền và sợi dây chuyền này. Cậu ơi, con sai rồi, cậu làm ơn tha cho con một lần. Gia Minh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn con nhỏ Na, nó khóc lóc nói thêm, con còn chuyện này muốn thưa. Lần trước vụ hình nộm để vô phòng mợ đó cũng là do mợ hai xúi mợ Lệ. An Nhã gào lên đỏ hết cả mặt. Con kia, tao giết mày đó. Con Lệ nó chết rồi mà vẫn hiện về xúi mày hại tao à? Mợ Lệ chết cũng là do mợ, nên mợ ấy mới không có siêu thoát được. Người ác nhất chính là mợ. Cầm miệng đi, tao không giết nó. Nó tự té thôi. Nó chết là do chuột trút chân nó, không có liên quan tới tao. An Nhã thay đổi sắc mặt, trở nên hoảng loạn hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không liên quan tới tao, nó tự chết. Nó tự chết đó. Gia Long ngồi kế bên An Nhã. Anh đưa thẳng một bạt tay dán lên mặt ả, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. An Nhã giật mình ôm mặt khóc. Anh đánh tôi. Đánh tôi vì nó. Anh là cái thằng chồng tồi. Anh là đồ bệnh hoạn. Anh yêu cả chị dâu của mình. Nụ lên tiếng. An Nhã, cô đừng có nói bậy. Tôi không có nói bậy. Chồng tôi yêu chị. Chồng tôi ngày đêm nhớ mong tới chị đó.
biết đâu đứa bé trong bụng chị cũng là của anh ta nên tôi phải giết nó. An Nhã nói tới đây, Gia Minh giận tím mặt mày. Bà nội đứng dậy đập mạnh tay vào bàn. Nó điên rồi, nó điên mất rồi. Có lẽ An Nhã biết mình không thể trốn thoát tội nên lúc này dần bình tĩnh hơn. Phải, tôi điên. Sống trong cái nhà này, phân biệt đối xử như vậy không điên mới lạ đó. Tại sao chị ta đều được mọi người yêu quý, còn tôi thì làm sao? Hai mắt anh long sòng sọc. Cô chưa bao giờ đủ trình độ để so sánh với vợ tôi. Bà ba lúc này cũng lên tiếng. Mày im miệng lại đi. Tới bà, tôi là con dâu của bà mà. Bà còn cắt thuốc sinh con cho tôi. Nhưng thử hỏi, con trai bà có chịu động vào tôi bao giờ đâu. Mình tôi đẻ được hả? Mày! Con Nhã nhếch môi cười lạc. Ba chồng của cô như không thể nhịn được thêm nữa. Ông nổi giận quát lớn. Vợ thằng Long làm cái chuyện không thể tha thứ. Không cần nói nhiều với cái loại người này. Phạt thẳng tay 30 roi rồi tống rào nhà kho. Bà, vợ của chú hai nên xem qua ý kiến của chú. Con có gì để nói, tùy mọi người thôi. Gia Long dứt lời rồi đứng dậy bước đi. Nụ lúc này mới lên tiếng. Tại sao cô lại muốn hại tôi? Lại còn muốn hại đứa bé chưa kịp chào đời? Vì tôi ghét. Tại sao cô lại có được tất cả, còn tôi thì không? Người ta xấu bộc phát, còn có thể sửa đổi. Loại người như cô từ xấu trong trứng xấu ra thì có cách đầu thai sống lại kiếp khác mới thay đổi được. Loại như mày thì hơn cái gì tao chứ. Mày lừa đảo cả cái gia đình này để bước vô đây. Suy cho cùng, mày cũng nhắm tới cái gia tài này mà thôi. Cả cái nhà này nó ngu mới tha thứ cho mày đó. Bà nội tức tưởi lên tiếng. Thì không có chịu đựng được nói rồi. Gia Minh nói với cô. Vợ à, với cái loại người này em không cần phải phí lời đâu. Nói rồi anh ra lệnh. Lôi của ta ra giữa giường, đánh 30 roi rồi tống vào nhà kho. Thông báo với gia đình của nó, hằng ngày mang cơm đến nuôi con mình, ngày đủ 3 bữa. Trễ thì bị đói, sớm thì no. Cơm trần gia không dành để nuôi cái hạng người này. Ả quỵ xuống nền gào thét. Tránh ra! Tụi mày không có được động vào tao! An Nhã bị lôi đi, mặc dù Ả gào thét dữ dội lắm. Căn phòng lại bắt đầu trở nên tĩnh mịch. Thoáng một chút thôi, lại có tiếng thở dài của mọi người. Nhìn bà nội mà trong lòng cô dâng trào niềm cảm thương. Tuổi bà đã cao mà gần đây trải qua liên tiếp những cú sốc khó lường trước được. Nhìn bà mạnh mẽ vậy thôi, nhưng dẫu sao bà cũng là một người phụ nữ. Bao năm bà gồng gánh mọi thứ để đưa Trần gia ngày một hùng mạnh. Bà trong mắt cô bây giờ thật là vĩ đại. Ngày trước có bà Sáu bên cạnh nên cảm giác bà bớt lo, bớt cô đơn. Từ ngày bà Sáu về dưới quê đến nay, lúc nào bà cũng chỉ thui thủi một mình. Càng nghĩ càng thấy Gia Minh giống bà. Ngoài lạnh nhưng trong ấm áp, đủ mạnh mẽ, đủ thông minh để nhìn nhận và giải quyết mọi vấn đề. Bà nội định đứng dậy bước đi thì Gia Minh lên tiếng. Nội à, con muốn xin bà ngày mai cho vợ chồng con về dưới quê thăm cha mẹ con ở dưới đó. Gia Minh, không phải là bà cấm đoán không cho vợ chồng con về dưới quê. Tại bà thấy vợ con mới bị động thai, bây giờ đi đường xa như vậy liệu có được hay không? Nụ lên tiếng. Bà nội nói phải đó anh à. Gia Minh chần chừ, rồi bà nói tiếp. Nếu ba mẹ con không ngại đường xa, thì ngày mai nhà mình cho người xuôi về đó đón ba mẹ con lên trên này chơi dăm ba bữa nửa tháng. Bà nghĩ nụ đang mang bầu chắc có lúc cũng tuổi lắm, đúng không? Nghe được câu nói đó của nội như một nguồn suối mát dội thẳng vào trong tim. Cô vui mừng đáp lời. Dạ, con cảm ơn bà. Được rồi, ráng thêm vài bữa nữa. Sức khỏe hoàn toàn ổn định thì đi lúc nào cũng được. Thôi, Gia Minh cũng đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngồi nhiều không có tốt đâu. Dạ nội, vậy vợ chồng con xin phép lên phòng trước. Nội gật đầu, anh đỡ cô lên phòng. Vừa đi cô vừa tủm tỉm. Cứ nghĩ sắp được gặp cha mẹ mà em vui quá trời luôn à, hồi hộp nữa chứ. Coi em kìa, hồi giờ anh chưa thấy em phấn khởi như vậy đó. Ai biểu, lúc đó biết tin có thai em cũng hạnh phúc và phấn khởi lắm chứ bộ. Vậy biết lúc anh yêu em thì có như vậy không? Em nhớ là anh chưa tỏ tình em bao giờ hết đó.
Đó là do em tự đổ vào người anh trước mà. Đáng ghét thiệt à. Mà phải rồi, một lát anh phải tới công ty. Dạo này anh vắng mặt nhiều cho nên chắc chắn việc ùn lên cao như núi đó. Em tưởng anh giải quyết được ở trên máy tính. Tối nào cũng thấy anh thức khuya gõ gõ, toàn là tranh thủ lúc em ngủ. Em ngủ mà cũng biết hả? Biết chứ. Lần sau anh có thể làm việc từ sớm mà, không cần đợi em ngủ rồi mới âm thầm làm đâu. Anh biết rồi, tuân lệnh vợ. Cúc kia rồi, anh để con bé đỡ em lên phòng đi, anh đi đến công ty luôn cho sớm. Vừa nói đã đuổi chồng đi ngay được rồi. Thiệt tình. Dạo này vừa đanh đá lại còn hay bắt bẻ lắm nghe. Cô bật cười tiến về đằng trước gọi Cúc lại gần. Anh ngẩn người đứng giữa sân vườn lẩm bẩm. Gì chứ? Kêu mình đánh đá sao? Mà đánh đá vì ai chứ? Trợ lý của anh cầm sắp tài liệu trên tay kính cẩn hỏi. Chúng ta đi được chưa, cậu? Chuẩn bị xe chưa? Dạ rồi. Mà phải rồi. Dạo này anh thấy tôi làm sao? Vẫn đẹp trai ngời ngời, phong độ lắm. Không, ý tôi là tính cách đó. À, cái này tôi thấy cũng lạ. Vì ngày ngày cậu cả có vẻ dễ tính hơn thì phải. Vậy mà vợ tôi nói tôi đanh đá đó. Đanh đá hả? Mợ cả hình như dùng từ không có chuẩn lắm. Ai lại nói cậu đanh đá chứ? Ai cho phép cậu nói vợ tôi như vậy? Sao hả? Trời ơi, không phải. Thiệt tình à. Dạo này đừng có thấy tôi dễ tính mà làm càng nghe chưa. Còn không đi lấy xe đi. Xe sau lưng cậu rồi kìa. Việc của công ty càng về cuối năm càng bận bịu. Những hợp đồng chồng chất cao hơn cả núi đặt ngay trước bàn làm việc của anh. Dù muốn mình trở nên dễ tính cũng không có được bởi áp lực công việc quá nhiều. Từ trưa cho tới tối, anh chỉ ngồi yên một chỗ xem qua đống bản thảo để phê duyệt. Thỉnh thoảng lại có sắp tài liệu bị quăng mạnh xuống sàn nhà, khiến anh trợ lý đứng bên cạnh cũng phải thót tim liên hồi, có những lúc như muốn nín thở. Tới khi sắp tài liệu không còn trên bàn, thì đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Ánh đèn tầng thứ 32 tòa nhà 48 vụt tắt. Đi xuống sảnh chánh, anh bất ngờ thấy Gia Long trước mặt. Cuối cùng đã đợi anh xong việc rồi à? Sao không gọi cho tôi? Bảo vệ nói, cậu ấy nói chờ Trần Tổng được ạ. Gia Minh tiến lại gần, Gia Long nhàn nhạt nói, nếu không sợ vợ thì đi uống với tôi một ly rượu được không? Được. Quán bar đối diện kia kìa. Hai người ngồi ngay bàn thứ ba bên góc trái tầng 1. Anh muốn uống cái loại rượu nào? Tùy cậu. Ok, quản lý, cho tôi rượu cô nhắc. Dạ, hai anh chờ chút xíu. Sao này lại có nhà hứng mời tôi uống rượu vậy? Hơn chục năm rồi đó. Hơn chục năm chúng ta mới có lần nói chuyện gần đây nhất là một tháng trước. Và đây là lần đầu tiên uống rượu với nhau đó. Và mình nhếch môi cười lạc. Nhanh thiệt, đã hơn chục năm rồi à? Anh và tôi hơn nhau 6 tuổi. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi lần tôi trốn học hay làm gì sai, người giúp tôi thoát khỏi những hình phạt của bà nội luôn là anh. Vì bà thương anh, bà không dám làm tổn thương anh, nhưng tôi lại ghét anh, ghét vô cùng, ghét đến nỗi tôi đã từng nghĩ sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh thất bại như thế nào dưới chân của tôi. Vì vậy cho nên cậu giả điên giả khùng để mọi người không nghi ngờ cái gì đến cậu, thừa nước đục thả câu, đúng không? Đúng. Hơn chục năm giả khùng, cậu thấy mệt mỏi chứ? Gia Long im lặng nhìn Gia Minh. Gia Minh thở dài lắc đầu rồi nhấp môi ly rượu giang. Anh chậm chậm nói. Con người luôn nhìn một mặt của người khác mà không bao giờ chịu nhìn sâu xa hơn. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Nhiều lúc tôi ước tôi giống cậu. Cậu lại ước cậu được giống như tôi. Bà nội không phải là không có yêu thương gì cậu. Có chăng bà quan tâm tôi nhiều hơn vì tôi thiếu mẹ. Còn cậu thì lại có mẹ. Mẹ cậu có thể là người phụ nữ kém cỏi nhất trong số những người phụ nữ bước đến bên đời của ba. Nhưng mẹ cậu lại biết yêu thương cậu một cách đúng nhất. Nhưng thôi, chuyện qua rồi. Cũng thầm cảm ơn vì cậu đã không có đi quá giới hạn. Tôi không muốn người trong nhà đấu qua đấu lại vì suy nghĩ cho cùng có một sự thật không có thể phủ nhận được. Chính là trong người cả hai đều chung một dòng máu. Chúng ta là anh em đó. Gia Long đưa ly rượu ra trước mặt Gia Minh. Anh cũng đừng chủ quan với tôi. Biết đâu một ngày nào đó, máu điên của tôi nổi lên. Tôi quay lại chơi xấu anh lúc nào cũng không có biết đâu đó. Tôi chờ tới ngày đó. Gia Long sắc mặt thoáng một chút buồn, giọng nói trầm xuống. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi cũng mong cậu sớm tìm được nửa còn lại của mình nghe.
Tất nhiên rồi, tôi còn phải xin lấy vài đứa con để cạnh tranh với con nhà anh nữa chứ. Tới khi đó là chuyện của tụi nhỏ, và sẽ để cho tụi nhỏ tự giải quyết. Dạ Minh à, tôi nghe nói công ty của mình đang có dự án bên Thượng Hải cần phải phát triển đúng không? Ừ, đừng có nói với tôi là cậu sang bên đó nghe. Gia Long gật đầu. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống ở một nơi thật mới, được không anh trai? Được, vì hai chữ anh trai này nên không có lý do nào mà tôi không có đồng ý cả. Đúng là ưa nịnh mà, chỉ có nụ mới thay đổi được Gia Minh. Và cô ấy cũng đã thay đổi được cậu. Hai người nhếch môi cười nhìn nhau, cạn hết ly này tới ly khác, cho tới khi trở về đã là 2 giờ sáng. Trên người cả hai đều phả ra mùi nồng nặc của men rượu. Gia Minh loạn choạng bước lên phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra. Anh đã vội vàng lao thẳng tới cái giường mà ôm chầm lấy cô. Ờ, vợ ơi, vợ, anh yêu vợ nhiều lắm, vợ ơi. Cô giật mình tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, quay sang người đàn ông bên cạnh. Hận một nỗi không thể một đạp bay xuống giường. Đã nói là tranh thủ làm xong công việc rồi về sớm. Ai ngờ lại về nhà trong tình trạng đã say mềm. Khắp người còn nồng nặc mùi rượu nữa chứ. Như vậy có đáng ghét không? Gia Minh! Gia Minh! Anh say quá vợ à. Có thiếu gì em á thì ngày mai anh bù sau nghe. Trời ơi cha này! Anh không có dậy thay đồ đi đã. Mặc giày ngủ sao được? Cô thở dài một tiếng, rồi từ từ cởi bỏ từng chiếc áo sơ mi của chồng mình ra khỏi. Tay thì làm, nhưng miệng lại lẩm bẩm cho bỏ ghét. Dạ, mình đáng ghét. Ngày mai khi tỉnh dậy, xem anh giải thích như thế nào với em. Bầu trời vừa hửng nắng. Anh nheo mắt tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Trên đầu những cơn đau vẫn truyền đến. Không phải tửu lượng của anh không tốt, chẳng qua 4 tháng nay anh chưa có lần nào uống nhiều rượu như vậy. Thậm chí bây giờ nghĩ lại anh còn không biết mình đã lên phòng bằng cách nào. Cô vợ xinh đẹp của anh chắc giờ này đang ở dưới lầu. Anh lắc lắc đầu mấy cái rồi bước chân xuống giường. Cô từ cửa đi vào, trên tay cầm theo một ly nước lọc thanh khiết. Nhíu mày nhìn anh rồi cô nói. Anh dậy rồi thì xuống dưới nhà ăn sáng đi, mọi người đang đợi anh đó. Em ăn chưa? Cô lắc đầu. Anh tinh ý phát hiện ra chắc chắn cô đang giận hờn gì đó. Dịu dàng anh hỏi. Vợ đang giận anh hả? Còn hỏi nữa. Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Lẽ ra anh nên nói trước với vợ một câu. Biết lỗi rồi thì sao nữa? Để anh giải thích thêm được không? Cho anh một phút trình bày. Tối hôm qua, Gia Long tới tận công ty tìm anh và mời anh đi uống rượu. Hơn chục năm nay, tụi anh mới uống rượu cùng với nhau. Cho nên anh sai như vậy thì em biết rồi đó. Khoan đã, anh nói Gia Long tới tìm anh. Chuyện lạ dữ vậy ha. Gia Long tuần tới sẽ sang Thượng Hải và làm việc ở bên đó. Cô tấm tắc gật gù. Như vậy cũng tốt, bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới. Anh cười nhẹ kéo cô lại gần mình rồi khẽ nói. Cảm ơn vợ, người phụ nữ tuyệt vời đã thay đổi được cuộc sống tẻ nhạt của anh. Từ bây giờ trở đi, việc của em là hạnh phúc, việc của anh là khiến cho em hạnh phúc. Trước kia, anh cố gắng vì bản thân của mình, bây giờ anh cố gắng vì mẹ con em, hãy tin ở anh đi. Bất chợt cái bụng của cô nhói lên một cái, theo quán tính cô kêu lên một tiếng, anh sốt ruột cúi xuống lo lắng. À, em sao vậy? Thấy đau chỗ nào? Cô ngơ ngác nhìn anh rồi bật cười. Gia Minh, em cảm nhận được con nó mấy ở trong bụng em rồi kìa. Em cảm nhận được rồi nè, anh ơi. Anh cười tươi, háo hức cúi xuống áp sát tay vào bụng của cô. Tiểu tử thối của ba ơi, là ba nè. Anh gọi con, sao con nó không chịu trả lời kìa? Con còn nhỏ mà anh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Cậu mở ơi, cậu ba về rồi. Gia Hưng hôm nay về nước rồi hả anh? Cái này anh không có rõ nữa. Được rồi, cậu mở xuống ngay bây giờ đó. Lúc hai người xuống dưới lầu thì đã thấy Gia Hưng quỵ chân dưới dây ảnh của mẹ. Hai dòng nước mắt lã chã thi nhau rớt xuống trên khuôn mặt xanh xao. Cậu ta khóc rất nhiều, khóc trong tuyệt vọng. Có lẽ cậu sốc lắm. Dù cho mẹ cậu có làm ra 100.000 điều ác đi nữa, thì bà ta cũng là người đẻ ra cậu, sinh ra cậu. Đó là tình yêu hiếm ai sánh bằng. Gia Minh đứng từ xa nhìn ba mình. Ông lắc đầu ý nói để cho Gia Hưng yên tĩnh một mình.
Sau đó tất cả mọi người biết ý đều rời đi. Cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào, đau đến xé lòng của một người con trai gửi tới mẹ của mình nơi dưới cửu tuyền. 2 giờ đồng hồ sau đó. Bà, không thể để Gia Minh ngồi mãi như vậy được đâu. Vết thương thằng nhỏ vẫn chưa có ổn định. Biết sao bây giờ chứ? Nó đang bị sốc lắm. Ngày trở về thì đã không còn thấy mẹ. Dù bà ta có thế nào đi chăng nữa, nhưng vẫn là yêu thương nó mà. Để con vô trong đó. Đừng Gia Minh à, bây giờ không ai khuyên được nó đâu. Hãy để nó tự mình thoát khỏi cái nỗi đau này đi. Vừa dứt lời thì Út Liên dắt bé Xu đi tới. Ba, anh cả, mẹ con về rồi. Con vô trong đó với nó đi. Ba nghĩ lúc này nó cần con hơn ai hết đó. Dạ, con xin phép ba. Xu à, ra ngoài này chơi với ông nội nghe con. Không, con muốn lên chơi với bác Diệu anh. Xu à, con muốn lên chơi với bác gái đúng không? Dạ. Vậy con phải gọi là bác nụ nghe không? Con bé gật đầu, Gia Minh mỉm cười ẵm con bé trên tay rồi đi thẳng lên phòng. Chiếc xe màu đen từ ngoài cổng tiến dần vào trong sân. Cô háo hức nói với anh. Ba mẹ tới rồi anh ơi. Mình ra ngoài đó đón ba mẹ đi. Bà nội lên tiếng. Hai đứa đợi bà nữa. Chờ bà nữa con ơi. Cánh cửa xe mở ra, người phụ nữ cao gầy mặc cái áo sơ mi trắng, quần âu màu đen nắm tay một cậu bé chừng 8 tuổi nước da trắng, dáng người mập mạp. Nhà đẹp quá mẹ ơi. Từ đằng sau bà nội mỉm cười lên tiếng. Chào bà Xui. Bà giật mình quay lại nhìn mọi người trước mặt, vẻ mặt vẫn còn bỡ ngỡ chưa thốt nên lời. Cô rưng rưng nước mắt nhìn mẹ mình và thằng em Cu Tí. Mẹ, Cu Tí. Cu Tí chạy tới ôm chầm lấy cô mà khóc thành tiếng. Chị nụ. Cu Tí, để chị xem em lớn thế nào rồi. Gia Minh cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Con chào mẹ vợ. Cậu là chồng con gái của tôi. Dạ, thưa mẹ. Còn tôi là bà nội thằng bé ở đây nè. Đây là cha thằng bé á. Dạ, chào chị Xui. Chào bà, chào ông. Tôi có gì thất lễ, mong hai người bỏ qua cho. Bà nội cười đáp. Có gì đâu, chúng ta là người một nhà mà. Phải rồi, ông nhà đâu mà không có lên cùng với bà. Dạ, ông nhà của cháu, chắc ông bận lắm đúng không? Thôi, mời bà với cháu vào trong nhà rồi nói. Gia Minh vui vẻ xách giỏ trên ô tô xuống đưa cho Cúc. Đem lên phòng hết cho cậu đi. Dạ, thưa cậu. Cu Tí vừa đi vừa trầm trồ. Nhà vừa đẹp vừa lớn quá chị ơi. Mà đây là nhà ai vậy chị? Nhà của chồng chị đó. Chị lấy chồng hồi nào? Chuyện dài lắm, để chị kể cho em nghe sau nghe. Mà ba bận cái gì mà không lên với chị vậy? Cu Tí ngập ngừng không nói. Sao vậy? Mẹ dặn không có được nói cho chị biết. Cô Tí, có chuyện gì sao lại giấu chị? Tự dưng, từ trong hốc mắt thằng bé tuôn trào ra những giọt nước mắt mà cảm giác không có kìm nén được. Cô Tí, em sao vậy? Bà quay lại nhìn cô Tí rồi lắc đầu. Cô Tí liền nói. Dạ, không có gì đâu. Gia Minh cúi xuống xoa đầu thằng bé. Chắc lâu ngày không có được gặp chị, cho nên dâng trào cảm xúc, đúng không? Anh là chồng chị em hả? Anh nói nhỏ nghe nè. Gia Minh thì thầm vào tay thằng bé. Anh là chồng, kim lương ô xin sai giặt của chị em đó. Cô Tí bật cười. Ở nhà chị ấy cũng toàn là sai giặt em à. Cô dừng chân nhíu mày lại chỉ tay từng người một. Hai người cứ coi chừng đó. Vợ, anh chỉ muốn làm em vợ cưỡng xíu thôi mà. Anh sợ vợ hả? Thằng bé này, có một xíu à, mà nói chuẩn quá à. Em biết mà, chị em giữ như sư tử Hà Đông đó, không sợ mới lạ. Ai nói chị em giữ như sư tử Hà Đông đó? Ngày chị ở nhà, mẹ toàn là kêu chị không có giống nữ nhi nhà người ta. Như vậy thì ai dám trước? Vậy mà bây giờ có anh trước là may mắn, đúng không?
em không biết nữa. Nãy giờ nghe hai người nói mà cô muốn xù lông nhím lên ghê gớm lắm. Hai anh em vừa mới gặp nhau mà đã nói chuyện rất hợp. Kẻ tung người hứng, lại còn chủ đề là chính cô nữa chứ. Cô chống tay vào hai eo, phồng mang. Hai người còn đứng đó, xem bà với mẹ vô đó nói chuyện được rồi. Coi đi, bà với mẹ vô đó nói chuyện được một lúc rồi đó. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô với mẹ mình lên phòng. Cô Tí được Gia Minh đưa đi chơi ngoài thị trấn. Mẹ à, mẹ đi đường xa có mệt lắm không? Mẹ không có mệt. Lên đây được nhìn thấy cuộc sống của con như vậy là mẹ mừng lắm rồi. Trong nhà ai cũng tốt. Nhà mình tuy nghèo nhưng cách cư xử của mọi người không có hề phân biệt giai cấp. Ở dưới quê, nhiều nhà giàu nhưng người ta khinh người lắm con à. Tiếc quá à. Nếu như có ba lên đây chơi với con thì tốt biết mấy. Ba dạo này sao rồi mẹ? Bệnh tình của ba đã khỏi chưa? Nói đến đây, một thoáng trong hốc mắt của bà đã tuôn rơi giọt nước mắt. Bà nghẹn ngào nói. Ổng cũng muốn lên thăm con lắm, mà nhà nhiều việc quá. Khi nào có dịp thì sẽ lên. Nhà mình dạo này còn nuôi nhiều gà với vịt nữa không? Kỳ này mẹ cũng mới nuôi lại 50 con gà với 30 con vịt. Trước khi đi phải dặn dì May sang coi chừng giùm. Chắc mẹ chỉ ở lại được ít bữa rồi về, còn nhà cửa nữa mà. Mấy khi mẹ lên được đây với con, ở lại lâu lâu một chút đi. Với lại ở nhà còn có ba mà. À đúng rồi, mẹ gọi về cho ba đi. Từ lúc con đi lấy chồng sao không có liên lạc về được nhà vậy? Hôm trước con đi thì hôm sau ông bà chủ đường qua nhà mình nói bố mẹ thay số để tránh liên lạc với con. Ông bà ta sợ con nghĩ quẩn tự ý bỏ về. Ông bà chủ đường này kỳ ghê vậy đó. À, hôm trước cậu Nô có qua nhà mình chơi. Nghe nói cậu ấy dạo này làm ở đây luôn hả? Dạ, mẹ, anh Nô cũng làm được gần tháng nay rồi. Nhà ông bà chủ đường, cô Diệu Anh cũng về nước rồi. Nghe dân làng đồn sang bên đó ăn chơi trác tán, có bầu nhưng người ta không cưới nên phải về nước đó. Hôm trước cô ấy có lên đây nè, cũng may mà có mọi người hiểu nên con không có sao hết đó. Bà nội con nói con mới bị động thai hả? Chịu khó nghỉ ngơi nghe, động thai không có coi thường được đâu. Dạ, con biết rồi. Mẹ à, ngày mai mẹ nấu bún riêu cua cho con nghe. Lâu rồi không ăn được món mẹ nấu, thèm ngày thèm đêm luôn đó. Được rồi, có điều lấy chồng rồi bớt bướng đi nha cô nương. Làm sao thì làm, cho giống nữ nhi chút đi. Cô mỉm cười từ đầu vào vai mẹ. Lâu lắm rồi, hai mẹ con mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau. Ông trăng tròn trên bầu trời cao, dịu dàng tỏa sáng khắp nhân gian, hiền hòa như lòng người mẹ. Được gần mẹ, cô cảm thấy bình yên vô cùng. Cô đã lớn, đã sắp được làm mẹ, nhưng vẫn cứ muốn mãi mãi là đứa trẻ trong lòng của mẹ. Tiếng đập cửa lại phát ra. Nụ à, hình như ai đập cửa phải không con? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Giàu, tác giả Trang Miêu Mì. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại trong tập 13.